Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh VHTV. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn một sự cố hí hữu xảy ra trong lao động sản xuất. Clip này mong rằng các bạn hãy cẩn thận nhiều hơn nữa trong lao động và những việc làm, bớt những rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Đây là những hình ảnh mà tôi quay được để xin chia sẻ cho các bạn. Các bạn xem nhé. Đấy, đây là một trong những sự cố rất là nguy hiểm các bạn ạ. Clip này có nguồn nhiều gấm. Mày ơi, tới các bạn trong lao động sản xuất phải cẩn thận nhiều hơn nữa để thật an toàn trong lao động, không nên chủ quan. Và thật cẩn thận các bạn nhé, khi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đấy, đây là anh thờ đã phát triển trong gang tấc. Do trời mưa nên gạch cũng trơn, dẫn đến cây cái chất chống là cây cái chất chống tủ các bạn của cái tơi. Đây các bạn, tức là cây cái chân chống tụ tơi dẫn đến là nó trượt, mà cũng may là nó sập xuống nhưng không trúng người các bạn nhé. Và rất may là không ai có vấn đề gì cả, nhưng đây là một trong những cái nguyên nhân và những cái hiện tượng mà chúng ta không cẩn trọng để xem tình trạng thực tế mà dẫn đến là nó ảnh hưởng rất ghê gớm các bạn ạ. Mọi người là rất là sụt rút sợ. Còn bây giờ là lại tiếp tục dựng lên để nâng cái dân khoan này. Đối với cái dân khoan này cũng rất nặng các bạn ạ. Nếu ba cái thanh kia mà nó đập xuống vào đầu hoặc vào người thì rất chi là nguy hiểm, dẫn đến là mất cả tính mạng các bạn. Lần này thì chắc có lẽ là mọi người sẽ cẩn thận hơn để nâng cái dân khoan này lên, các bạn cùng theo dõi nhé. Cho nên trong lao động sản xuất hay bất cứ một công việc gì, nên chúng ta phải cái sự cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi hành động các bạn nhé. Không thì dẫn đến những cái rủi ro nó rình rập lúc nào chúng ta không biết. Cái này là bấm kim ạ.
Cùng mai sau tôi đã quay lại được những cái thước phim này để chia sẻ cùng các bạn xem, vừa là cho nó vui nhưng vừa cũng mang một thông điệp đến các bạn rằng là chúng ta cẩn thận từng nào thì tốt từng đó các bạn nhé. Chiều cao của ba cái cây này khoảng tầm cỡ là gần 10 mét đấy các bạn. Xong rồi thì cảnh đi xa xa cái nha các đồng chí nha. Ui chết. Bất cứ những cái việc gì chúng ta hãy lấy cái an toàn là trên hết. Mong các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, trong lao động sản xuất các bạn nhé. Và bây giờ là sau khi sẽ chuẩn bị và chú ý kỹ lưỡng hơn để nâng cái dàn khoan này lên trên xe các bạn nhé. Thế đó là lên thùng, chuẩn bị lên thùng rồi. Đối với cái dàn khoan này là dùng động cơ diesel D165 các bạn ạ. Dùng máy D165 để kéo cái dàn khoan. Sử dụng để phân giếng các bạn nhé. Hy vọng là lần này sẽ nâng được cái dàn khoan lên một cái an toàn. Đấy, đây là cái. Là cái dàn khoan đã được nâng lên để cái thùng để được bán tải rồi đó.
tiêm vang á. Thủy à, về làm việc nhá Thủy ơi. Kiểu chi cũng có cảnh nào đâu mà. Gọi là cảnh quay hiếm thấy đó. Nói tóm là các bạn kinh nghiệm khi sử dụng vận chuyển ha. Nói chung là rất chi là tuyệt vời, đỏ. Không là Thủy tự dưng là dư là nghe nhọc rồi đó. Nó gọi là đập trụng người là gọi dư là nhọc rồi đó. Đúng rồi, hay được hả? Mong rằng clip này sẽ đến với các bạn để các bạn trong cái lao động sản xuất các bạn có thể có một cái cách nhìn và cái sự cẩn thận hơn nữa để gặt hái được nhiều cái thành công trong công việc. Chúc các bạn nhiều sự may mắn. Clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Trái chứ vờ mà lì. Bên đây trái bá vờ mà lì. Hai khách khác nhau ở châu nữa chứ. Thank you.